Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn cái bộ tời 24V 4500 LBS, cách thức đấu nối bộ điện và điều khiển từ xa. Cái này nó có cả điều khiển tay và điều khiển từ xa. Đây là cái phần thiết bị ra điều khiển tay này, nó có công tắc. Bộ cáp này là cáp 6mm và chiều dài cáp là 15m. Đấy, đây này, điện áp 24V và 4500 LBS. Sức kéo lên của nó là 450 cân, còn sức kéo ngang là 2025 kg. Đấy là các cái thông số của nhà sản xuất đưa ra như vậy. Đấy, thì đấu nối cái bộ điện này thì nó cũng rất dễ thôi. Ở trên motor thì nó có hai cực, cực đen và cực đỏ, nó được đánh dấu bằng cái màu đỏ đây, và một cái cực ở phía dưới này là màu đen. Ở trên bộ điều khiển này nó có ghi chữ M. M nó viết tắt của motor, M cộng và M trừ. M trừ thì nối vào cực đen ở dưới này, M cộng các bạn nối lên cực đỏ ở trên này cho mình nhé. Tiếp theo nữa là B cộng và B trừ. B cộng là vào cực dương của ắc quy và B trừ là vào cực âm của ắc quy. Ở đây nó rất đơn giản vậy thôi, không có gì khó cả. Các bạn đấu đúng cực cho mình là được, và điện áp là 24V nhé. Thì tất nhiên là nó có cả 12V nữa. Đây là toàn bộ cái phụ kiện của nó, là bao gồm các cái dây điện này. Đấy, phần điều khiển bằng tay. Đây là phần điều khiển bằng tay. Điều khiển bằng tay thì nó có cái rắc cắm đây. Rắc cắm rất là đơn giản thôi. Nó có rắc cắm và có cả phần phần ốc vặn khóa chống tuột này. Đấy, thì trên này các bạn để ý nó có một cái rãnh đây này. Các bạn cắm đúng vào cái rãnh trên này, cắm không đúng cũng không vào được. Đấy, sau khi cắm rồi thì các bạn vặn cái này vào thì nó sẽ không bị tuột ra. Đấy, rất là xịn. Đấy, trên này là phần công tắc out và in. In là quấn vào này, out là nhả ra này. Đấy, cái này thì có thể được kẹp vào một cái bộ phận nào của mình đấy, có thể cầm trên tay hoặc là có thể cầm như thế này, thì cái đây là tùy các bạn thôi. Đấy, rất là dễ, rất là đầy đủ, đầu rất là zin và chuẩn. Đây, các từ con ốc chống trôi các thứ này, từ cái rắc cắm này nó đã thể hiện cái sự độ xịn của cái bộ này rồi nhá. Đấy, đây, đây là lên này, đây là xuống này, để điều khiển. Trên cái con điều khiển từ xa này thì nó có một cái nút nguồn đây này, các bạn gạt lên như này thì các bạn bấm này, nó có cái đèn đỏ đây. Đấy, ra này, vào này, cuốn cắp vào và nhả ra này. Đấy, và cái móc này là móc cài lên áo này hoặc là dây thắt lưng này. Đấy, rất là đầy đủ. Nó có trang bị thêm cho mình một bộ cáp dây mềm đây và hai bộ móc. Đây là cái móc trên cái tời này. Cái này là cái pa lăng này. Pa lăng này là có tác dụng để móc cáp đôi này. Ví dụ các bạn muốn tăng tải trọng lên ấy, thì các bạn móc ngược cái tải này lên trên cao này và móc cáp bằng cái này, móc cáp bằng cái bu ly rãnh này. Thì và đây là móc thiết bị sản phẩm vào đây để cho nó tăng cái sức kéo lên gấp đôi. Thế là về nguyên lý là như vậy. Đấy, còn cái miếng dây đỏ này là cái miếng dây để cài cái này vào đây cũng được.
hoặc là cái miếng này để mắc vào phía cái mỏ ba lăng này để nó dễ quan sát khi mà cái mỏ này nó hạ lên hạ xuống. Đấy, đây là cái phần dẫn hướng này, dẫn hướng cáp này. Cái phần dẫn hướng cáp này thì thường thường là được gắn lên cùng với cái bộ tời. Đây là cái cáp mềm này. Đấy, đây là bộ tời này, nó có cả bộ đế bộ tời nữa. Còn đây là cái con cầu chì này. Đấy, các bác bắt dây dương vào đây trước, còn dây này là vào quy này. Tiếp theo là phải đến phần đế này. Phần đế này thì cái phần này chính là phần dẫn cáp này, dẫn cáp ấy. Đây, các bác bạn ốc vào đây. Đấy, thì đây là phần để dẫn cáp, cáp dẫn hướng cáp đấy, nó năn này, con năn đấy. Đây này. Đấy, về nguyên lý của nó như vậy. Trên này có 4 con ốc này, 8 con ốc này, để các bạn bắt cái đế động cơ vào đấy. Đấy là cái trọn bộ của nó là như vậy. Đây, hai cực, cực âm, cực dương. À, cái hàng này thì xuất xứ là của Trung Quốc, nhưng mà là hàng của Trung ương, rất là hàng rất chuẩn các bạn nhé. Đấy, thì có một số cái chia sẻ về kỹ thuật cho các bạn là như vậy. Còn các bạn nào có thắc mắc về nguồn gốc hàng Đài Loan này nước gì thì mình cũng không biết đâu, nhưng mà đa số thì là hàng Trung Quốc thôi, nhưng mà quan trọng là cái chất lượng được là được. Đấy, video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem thêm những cái video khác cho các bạn xem video của mình thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để xem những để nhận được những cái thông báo khi có những cái video mới đăng lên. Đây là cái quyển sách hướng dẫn kỹ thuật này, đối với các loại model khác nhau, model 2000, 2500, 3000, 3500, 3000, 3500, 4000 này. Đấy, nó đều dùng các cái thông số như này, kết cấu của nó đấy. Đây là cái sơ đồ lối thực tế của nó đây. Mình đang lối sẵn cho các bạn rồi này. Đây âm này, đi vào cực M trừ này. Dương này, đi vào cực M cộng này. Và dương bình ác quy là B cộng này, đi vào qua cầu chì này, đi vào dương ác quy này. Đây là hai bình nhé. Đây là âm này, đi thẳng vào cái B trừ này. Các bạn có thể dùng cái này để điều khiển. Đây là tay cầm. In là quấn cáp vào, là ao là cả nhà cáp ra. Đấy, đấy là đang nhà cáp ra này. Đây là quấn cáp vào này. Đấy, còn điều khiển từ xa cũng thế, nên các bạn mở nguồn lên này, thả cáp ra này và quấn cáp vào này. Đấy, thì cái thằng này nó có một khoảng trễ này. Đấy, đấy, đơn giản vậy thôi. Các bạn đấu thì nhớ đấu đúng cho mình nhé. Nếu mà đấu ngược ấy thì thường thường nó sẽ dẫn đến cháy cái bộ điều khiển từ xa này. Thì tất cả các cái thiết bị bên mình đóng gói gửi cho khách hàng là bên mình nó test trước rồi đấy. Còn nếu như các bạn mà đấu mà bị cháy cái điều khiển từ xa là bên mình không có bảo hành đâu nhé.
Đấy, xin các bạn lưu ý và trước khi lắp đặt.